Rồi chú nói là chú người phụ nữ vô chọn là phải có nhà. Đúng là rồi. Chú mới đồng ý. Đúng. Là nếu mà con chú mà không cho ở thì chú đi về nhà bên kia ở. Đúng. Đúng không? Đúng. Rồi cái tài sản không cần thiết. Coi như là tài sản không quan trọng. Không quan trọng. Mẹ yêu cầu có cái nhà là được. Có nhà, có căn cư rồi là đâu đó là nhà nhỏ, rồi. Nhà lớn gì cũng được hết. Cũng được. Rồi chú nói là chú người phụ nữ vô chọn là phải có nhà. Đúng là rồi. Chú mới đồng ý. Đúng. Là nếu mà con chú mà không cho ở thì chú đi về nhà bên kia ở. Đúng. Đúng không? Đúng. Coi như là bởi vì con mới hỏi trước, lỡ có một chị nào chỉ cũng không không có nhà mà thương chú thì chú lại không chịu mà mất công chị phụ nữ đó nữa, nên con hỏi, nói chung lên chương trình con hỏi rất là rõ. Đúng, đúng rồi. Để chi, để cho cảm thấy cái chị nào hoặc là cô nào thấy phù hợp đến với chú để người ta mới xin số. Chứ giờ con không hỏi cái vấn đề đó thì mấy chị, chú nói là chú cần một người có nhà, cần một người có công ăn việc làm, tài sản gì đó, mà lỡ cái người kia thương chú mà không có cái gì hết rồi xin số con, rồi chú nói chú không chịu, mất công cho người ta. Đúng rồi. Đó. Không có nhà được rồi, việc tài sản không cần thiết. Coi như là tài sản không quan trọng. Không quan trọng. Mẹ yêu cầu có cái nhà là được. Có nhà, có căn cư rồi là đâu đó là nhà rồi. Nhỏ, nhà lớn gì cũng được hết. Cũng được. Chú không chê khen ha. Không. Mà giờ cái ước muốn của chú là cưới vợ là phải đem về nhà chú. Đúng rồi, cái ý của chú là như vậy. Đặng cho ở, ăn ở cho nó đàng hoàng chút. Không rồi. Biết ở bên cái người đó gia đình ra sao. Cho nên gia đình chú thì nó đàng hoàng rồi. Thì con nói chú thì lên chương trình con rồi, con cũng khuyên tất cả cô chú anh em nào cũng vậy. Trước khi muốn đến với người đó phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đúng rồi. Rồi hãy đến. Đúng rồi. Chứ đừng có đến rồi cái vài tháng lại chia tay thì điều đó là con không có không muốn. Không được, bây giờ nói thật với Tiến là chú muốn gặp người đó. Gặp người đó để trao đổi coi có thể hợp với nhau hay không. Đó, nếu hợp với nhau thì phải từ từ chứ không phải mà đôi ba tháng mà cứ liền được. Phải tìm hiểu từ từ như thế có thể cứ được thì cũng phải cuối năm nay. Như vậy chứ đâu phải bóc chợp không được. Phải theo dõi ý kiến rồi sao tính tình hay hoặc là dòm sớm rồi vậy đó. Chứ đâu phải bóc chợp không được, bị lớn tuổi rồi chứ không phải như trẻ. Phải không? Cứ người vợ đó về để chăm sóc cho mình. Mình có thể chia sẻ chăm sóc cho người đó nữa. Phải không? Khi trong khi đâu áo minh quản á. Chứ đâu phải mình cứ về để làm gì giờ, phải không? Rồi chú lên chương trình con, chú chọn được cô nào chưa? Có chọn. Cô nào? Cô đó để coi, Lý Kiều Trang. Lý Kiều Trang, cô đó có rồi. Có người. Có hả? Cô bỏ qua. Rồi bây giờ chú kể đi. Chú kể về chút xíu về chú lên chương trình, chú kiếm một người là phụ nữ tánh tình như thế nào, chú nói rõ lên để cho phụ nữ nào thấy hợp đến với chú. Chú lên chương trình này muốn kiếm một người phụ nữ đảm đang, gia đình nội trợ gia đình đó. Kiếm một người phụ nữ đảm đang đó là nội trợ gia đình đó, lo cho chăm sóc gia đình là một, hai nữa là lo với nhau, chăm sóc với nhau cho tới tuổi già, tới trăm tuổi già thôi. Chú có lựa là mập hay ốm không? Chiều cao nhiêu? Nặng nhiêu ký? Vừa thôi, chiều cao khoảng 1m6 đi. 1m6. Chú cao nhiêu? 65. Chú cao 65. Nặng? Nặng khoảng hôm trước có cân thì 63. 63 ký. Nhưng mà không biết bây giờ chưa, lâu quá rồi, mấy tháng không có cân. Chú vậy mà 63 ký. 63. Nặng dữ vậy? Hả? Nặng dữ vậy? To xương. To xương nha. To xương. Hôm trước rồi cân, có cân của người ta 100 ký mà gãy đó, cân nhảy lên cân thử. Biết 63 nhưng mà cũng hồi Tết tới giờ chưa cân. Là sức khỏe chú như thế nào? Sức khỏe thì bình thường. Mạnh không? Mạnh ha. Còn mạnh ha. Còn mạnh mà tới. Còn mạnh là ok. Còn mạnh lắm. Rồi cái độ tuổi của cái cô đó là chú chọn lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lớn nhất là khoảng 55. Lớn nhất là 55. Nhỏ nhất 45. Rồi. Nhỏ nhất 45. Ừ. 45 cũng được ha. Ờ 45 55 đó. Ờ hai cái đó. 45 với 55. Ờ chứ lớn nữa là chú không chịu. Không, lớn nữa không chịu. Ờ. À, càng nhỏ càng tốt. Đúng rồi, càng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt ha. Ừ. À. Từ 45 tới 55. À, từ 45 tới 55 ha. À. À, nhỏ thì tốt. Nhỏ càng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt. Ừ. À. Rồi như vậy là mình phải có tổ chức làm buổi tiệc gì không chú? Phải tổ chức chứ. Phải tổ chức. Ví dụ mà mình bàn, nếu mà thuận với nhau rồi thì mình bàn với con cái ha. Rồi tổ chức ít bàn để cho chú quay rồi luôn. À. Làm kỷ niệm. À. Phải không? Đúng rồi. Ừ. Không, bà cái biết sao chú tổ chức đó là sự kỳ con lại quay là biết sao. Thứ nhất là để là cho khán giả cộng đồng mạng biết là chú đã có vợ hoặc là cô kia đã có chồng. Đúng. Đang cho đừng ai xin số nữa. Đúng. Cái thứ hai nữa là sau này để làm kỷ niệm về già. Đúng. À, cái đó một cái kỷ niệm. Ừ. Rồi giờ là quyết định là nếu mà con của chú không chấp nhận thì chú đi về ở rể lượt luôn. Ừ, nếu mà con nó không chấp nhận nước về thì chú qua nhà người đó ở chú ở luôn. À, ừ. Là chú phải chọn tỉnh nào không? Tỉnh thì nói chung bây giờ xa gần gì cũng được hay gì? Không, xa quá không được. Xa quá không được. Ừ. Yeah. Từ thành phố trở về với Cà Mau được. Từ nó chưa qua, nói chung là từ thành phố là đồng bằng sông Long mình. Ừ. Tỉnh nào cũng được hết. Ừ. Long An, Tiền Giang gì được hết. Đúng, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng gì được hết. Ừ, nhưng mà đừng có ra ngoài miền Trung mà ấy xa quá ha, chê xa quá. đi xa đang đi máy bay chứ. Thôi, đi xe đò. Thôi đi xe nhà. Rồi. Chú thích đi đây thành phố, chú chạy xe nhà lắm. Cái gì? Ừ, chú, thành phố á. Chú lớn tuổi vậy mà dám cầm xe ra chạy hả? Ừ, cầm chạy bình thường. Trời ơi, sức khỏe còn dữ vậy? Thì bởi vậy mới lên đây chứ, nếu sao lên đây được. Còn khỏe nên mới lên đây được ha. Ừ. Thì tại vì chú còn sức khỏe mới cầm xe Honda chạy sai với con đây, là chẳng nổi rồi. Đây Sài Gòn chạy nghỉ một chập một là tới ngoài luôn à, tới Thủ Đức luôn đó. Trời ơi, tới Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn. Trời ơi, sức khỏe chú là dữ vậy. Bị hồi trước chú có mà bảo vệ ngoài Thủ Đức ra ngoài đi thăm anh em chơi. Rồi bây giờ chú là không có nghề nghiệp gì mà chú nó kêu. Sau khi mà chú có vợ rồi chú phải kiếm cái nghề gì làm chứ? Không có, bây giờ công ty nó điện cho chú làm lại nè. Thì chú cũng tính làm lại. Thì trong cái thời gian này bây giờ bữa nay là ghi hình xong rồi chú nhận lời đi. Thì chắc có lẽ mời chú nhận lời làm. Rồi chú thời gian rảnh đó thì chú làm bảo vệ cũng rảnh mà. Thì tâm sự điện không nào đó. Bảo vệ thì đồng ý, nếu mà trực đêm thì rảnh ngày, mà trực ngày rảnh đêm. Ý con nói cái thời gian mà làm bảo vệ á, không có làm công chuyện, chỉ đi tới lui thôi. Đúng. Để ngồi vô một giờ ngó thôi. Ừ. Thì chú điện chú tâm sự một cái con nào đó. Sau khi á, mà tâm sự được đó là báo cho con hay. Hai người mới nắm tay dắt lại đây. Để con ghi hình thêm lần nữa. Quyết định là cái ngày nào để tổ chức cái buổi tiệc. Đúng rồi. Đó, rồi đặng con xuống nhà con quay. Đúng rồi. Đó là nó như vậy. Rồi bây giờ chú đi, chú nói một lời nào đi, chú nói một lời nào nó để cho cái cô phụ nữ nào muốn đến với chú. Thôi bây giờ cuối chương trình phải không? À. Cuối cái clip này thì chú nói là nếu em nào thấy anh có cái cảm tình thì hãy đến với anh. Anh sẽ... anh sẽ chăm sóc cho em và em cũng chăm sóc cho anh nha, chứ không phải chăm sóc qua lại cho tới hết cuộc đời. Vậy đó. Nói chung là chăm sóc qua lại. Đúng. Nếu mà ai bệnh trước thì chăm sóc trước. Đúng rồi, đúng nhất rồi, vợ chồng. Chứ đừng có thấy người ta bệnh rồi bỏ giờ chạy nha chú. Đâu được. lúc còn hưởng được thì hưởng, lúc hết không hưởng được bỏ giờ chạy đó không được, tội lắm à. Không có đâu, trời ơi, chú vợ với thím cháu là tính ra là bà chết là năm nay 2019, đầu năm 2019 mà cứ hồi năm 1976 đó. Tới đó mà tới giờ này đó. Chú đâu có ai đâu. Mình phải như vậy. Không, ý con nói ở đây chú kiếm một người khác cũng nhận được, nhưng mà ý con nói đây khi mà mình đến với một người nào đó
mình yêu thương thì yêu thương cho chọn. Đúng rồi. Lúc người ta mảnh giỏi thì người ta đến mình. Ừ. Lúc mà người ta bệnh thì chú bỏ giờ chú chạy. Không được, không được. Cái đó không được. Không được. À, đúng, cũng như là cái lúc mà ta mạnh giỏi người ta làm ta nuôi chú là hoặc là người ta săn sóc cho chú. Rồi lúc người ta ngã bệnh xuống cái chú hết ham cho nó thôi trả về cho cũ thôi. Thôi đâu được. Cái đó đâu được. Ừ là cái đó không được. Cái đó đâu có tình nghĩa gì đâu. Phải không? Dù một ngày một bữa cũng là nghĩa tình. Dạ. Nói chung ra là chấp nhận yêu thương nhau, người đó có đau ốm hoạn mình phải là chăm sóc. Chăm sóc. Đúng rồi, đương nhiên rồi. Mới được. Rồi thôi con cũng cảm ơn chú đã đến đây để tham gia chương trình ha. Thì để con đăng cái video này lên, nếu mà có cô nào thấy chú thì muốn kết bạn thì con sẽ cho số và chú tìm hiểu kết bạn ha. Rồi bởi vì cho nên chú ý chú là đây là một cái nói với cô Lý Kiều Giang biết nhưng mà được cái là người ta đã có nơi có chỗ rồi thôi. Nếu mà có em nào mà thấy anh có cảm tình với anh thì cứ việc lại chú Tiến là clip mà gặp anh vậy thôi. Bây giờ cuối chương trình chú chúc Tiến gia đình Tiến được nhiều sức khỏe và mạnh khỏe mãi mãi rồi mà làm ăn chương trình ngày phấn khởi thêm. Rồi con cũng cảm ơn chú rất nhiều ha. Thì thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ có thương Tiến cho Tiến một lượt like, một lượt chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thì Tiến chào tất cả cô chú anh em, chào khán giả chú. Rồi, chào.